Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều gia đình ở Khoái Châu thu nhập cao nhờ nuôi bò sữa. Thăng trầm làng nghề Vũ Xá ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn bữa ăn tập thể. Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên mạng. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị sản xuất lúa hữu cơ, bảo vệ môi trường tự nhiên cho tươi phát triển, những năm qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hơn 100 hecta được quy hoạch vùng sản xuất lúa hữu cơ trên đất tươi ở những huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà và Kinh Môn. Lúa hữu cơ trên đất tươi mỗi năm chỉ cấy một vụ chiêm xuân, không cấy vụ mùa và chỉ sử dụng hai giống lúa là Z02 và Bắc Hương 9. Hiện nay, hai giống lúa cấy tại vùng dươi đã được đăng ký thương hiệu gạo hữu cơ bãi dươi và có tem truy xuất nguồn gốc. Đây là mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo chuỗi giá trị được Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thế hệ mới cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm với giá thu mua mỗi kg thóc tươi tại ruộng là 8.000 đồng. Thực hiện chủ trương chuyển đổi sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế, thời gian qua tỉnh Nam Định đã chuyển đổi hàng nghìn hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, hoa, cây cảnh, nuôi trồng thủy sản, xây dựng 151 cánh đồng lớn với diện tích hơn 6.500 hecta để sản xuất nông sản hàng hóa tập trung và hình thành khoảng 20 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản hàng hóa. Tuy nhiên, thực tế vận hành các chuỗi liên kết này đã phát sinh nhiều khó khăn, cần phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản để đảm bảo tính bền vững. Ngoài các giải pháp về cung ứng vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư hạ tầng, vùng sản xuất thì phát huy vai trò của chính quyền địa phương, tổ chức đại diện cho người nông dân làm trung gian cho các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm là giải pháp quan trọng hàng đầu. Trong đó, chính quyền địa phương phải định hướng, tổ chức sản xuất địa phương, hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất, hỗ trợ quảng bá thương hiệu nông sản và tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức ý thức của người dân khi tham gia vào các chuỗi liên kết. Vai trò trung gian, điều phối tổ chức sản xuất đại diện bảo vệ quyền lợi cho nông dân khi giao dịch với doanh nghiệp, tăng cường làm việc theo tổ nhóm để thuận lợi điều hành, quản lý và tăng cường quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện hợp đồng thẩm định hợp đồng tốt, hạn chế tối đa xảy ra vi phạm hợp đồng, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người sản xuất trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Một mặt nó đem lại năng suất, chất lượng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, nhưng cũng đang đe dọa đến người lao động khi mà phần lớn lao động của Hà Nam là lao động phổ thông. Thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, trong 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có trên 66.000 lao động đang làm việc. Những năm trở lại đây, trung bình mỗi năm các khu công nghiệp tạo việc làm mới cho khoảng 7.000 lao động. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10% là được đào tạo nghề bài bản. Hiện nay, với sự bùng nổ của kỹ thuật số, công nghệ sinh học, robot thế hệ mới, buộc các doanh nghiệp phải đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại để đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển. Thời gian tới, dự báo số lượng doanh nghiệp và đầu tư ở Hà Nam tiếp tục tăng lên. Để khắc phục tình trạng nguồn lao động của Hà Nam vừa thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải có sự phối kết hợp trong công tác đào tạo nghề. Có lợi thế về nguồn thức ăn dồi dào, người lao động có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa từ nhiều năm. Trong thời gian qua, bò sữa đã trở thành vật nuôi xóa đói, giảm nghèo, mang lại cuộc sống no đủ cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Toàn huyện hiện có 115 hộ nuôi bò sữa với trên 800 con, tập trung nhiều ở các xã Bình Minh, Đông Kết, Dạ Trạch. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi, đàn bò sữa luôn khỏe mạnh, cho sữa tốt. Trung bình một ngày, một con bò cho thu từ 15 đến 18 kg sữa, thời gian cho sữa có thể kéo dài từ 9 đến 10 tháng. Theo các hộ chăn nuôi bò sữa, đầu ra cho sản phẩm sữa hiện nay khá ổn định. Sữa bò thu hoạch đến đâu được công ty Vinamilk thu mua đến đấy, với giá bán trung bình 10 đến 14.000 đồng 1 kg sữa, trừ chi phí trung bình một hộ dân có thể thu lãi khoảng 350 triệu đồng một năm. Tiêu biểu như gia đình ông Phạm Văn Công nuôi 12 con ở xã Bình Minh, Nguyễn Văn Duyên nuôi 22 con ở xã Dạ Trạch, ông Đỗ Đắc Tịnh nuôi 13 con ở xã Đồng Kết. Làng nghề là một trong những thế mạnh có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, nhất là ở khu vực nông thôn.
Tuy nhiên hiện nay với những biến động của thị trường, của những khuyết thiếu người kế cận nối nghiệp mà một số làng nghề truyền thống dần bị mai một. Phản ánh của phóng viên tại làng nghề Sèn ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương. Ở thời kỳ đỉnh cao, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng búa, tiếng đè. Những ánh lửa hồng đỏ rực dọc triển sông này. Nhưng giờ trở nên thưa vắng. Ông Đào Đức Đoàn, qua năm đời làm nghề rèn, thì nay cũng chỉ còn hai ông bà cặm cụi hỗ trợ nhau duy trì nghề truyền thống. Cái 50-60 ngay tại chúng tôi là cũng đã nhiều người là coi như là con cái đi hết, người ta cũng một mình, người ta cũng không làm được, như nhiều người người ta cũng mai một, người ta cũng bỏ. Sự tài hoa khéo léo của người thợ nơi đây đã cho ra đời những sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Sản phẩm có tiếng nên không lo đầu ra. Có thời, người dân ở đây giàu lên từ làng nghề, có bát ăn bát để. Nhưng giờ con số hộ duy trì nghề chỉ còn 6 so với 54 hộ trước kia. Về phía địa phương thì chúng tôi cũng đã tích cực kiến nghị với tỉnh, với huyện và cũng mong rằng là với tỉnh, với huyện sẽ tạo điều kiện giúp đỡ về cái cơ sở vật chất và đặc biệt về vấn đề nguồn vốn để hỗ trợ cho cái hoạt động của nghề rèn. Các sản phẩm của nghề rèn giờ đây vẫn được người dân ưa chuộng. Những người làm thợ rèn, mức thu nhập bình quân cũng từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Lưu giữ nghề truyền thống trong cơ chế thị trường hiện nay luôn cần những giải pháp sát thực tế để không lãng phí một làng nghề còn tiềm năng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương, gia đình chưa nhận thức đầy đủ và chưa trang bị kỹ năng phòng ngừa nên đã xảy ra những vụ tai nạn thương tích, thương tâm đối với trẻ em. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, tính từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 118 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 18 trẻ em tử vong. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em, nhưng nguyên nhân chính là do sự bất cẩn của người lớn. Nhiều trường hợp dù trẻ ở trong môi trường gia đình vẫn gặp những nguy cơ xảy ra tai nạn như bỏng nước sôi, nuốt phải dị vật, bị điện giật, ngã cầu thang. Đáng chú ý là tình trạng trẻ bị tử vong do đuối nước luôn chiếm tỷ lệ cao tới 90%. Để hạn chế tối đa tai nạn thương tích đối với trẻ em, nhất là trong thời gian các cháu nghỉ hè, các gia đình cần có sự quan tâm chăm sóc, tạo ra một không gian chơi an toàn cho trẻ, nhất là với trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Điều quan trọng là phải trang bị cho trẻ kiến thức để tự bảo vệ mình, tránh những tai nạn thương tích xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương triển khai thực hiện đúng đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em trong toàn tỉnh. Sau 6 năm thực hiện chương trình Hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã đạt kết quả tích cực. Các quyền của trẻ em được thực hiện đúng, đủ theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. 100% trẻ sơ sinh được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật. Công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi và gần 14.800 trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ em được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Toàn tỉnh có 3.390 trẻ em và gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp hàng tháng. 154 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề Trẻ khuyết tật. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra 15 vụ cháy nổ, làm 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là do sự cố thiết bị hệ thống điện. Dự báo trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài và đang bước vào mùa mưa bão lũ lụt là điều kiện để một số loại vật liệu như bông vải sợi, xăng dầu, khí đốt gia tăng khả năng bắt cháy. Nhu cầu tiêu thụ điện, thiết bị điện tại cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải, gây nên nguy cơ cháy nổ.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nam Định yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh chỉ đạo phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện thực tập thoát nạn thoát hiểm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng, cán bộ công nhân viên và người dân khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các khu cụm công nghiệp, khu dân cư trọng điểm, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, khẩn trương khắc phục những tồn tại thiếu sót về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tại chỗ, không để bị động bất ngờ, chủ động xử lý các tình huống ngay sau sự cố cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra và kịp thời thông tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được hỗ trợ. An toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động luôn là vấn đề được quan tâm, nhất là vào mùa hè nắng nóng, thức ăn dễ bị ôi thiêu nếu không bảo quản tốt. Do đó, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Xà Viễn, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng bữa ăn tại các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện đã thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra tại 19 công đoàn doanh nghiệp về quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số nhà bếp được thiết kế theo quy tắc một chiều, có khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo đảm sạch, cách biệt với nguồn ô nhiễm. Nhân viên đã được học tập kiến thức về an toàn thực phẩm. Nhiều công đoàn cơ sở đã đưa bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Vì thế, giá trị bữa ăn ca đã tăng lên đáng kể so với trước. Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp chưa tổ chức được bếp ăn tập thể cần phải lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp có uy tín, được đánh giá kiểm định bởi các cơ quan hữu quan, có sự kiểm soát thường xuyên và hợp đồng ký kết cung ứng rõ ràng. Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Môi trường Thế giới. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là ô nhiễm không khí, nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng, xã hội cùng hành động để cải thiện môi trường không khí. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí khiến cho khoảng 92% dân số trên thế giới không được hít thở không khí sạch và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm gần 5.000 tỷ đô la. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với sự phát triển mạnh của các đô thị hóa, các khu cụm công nghiệp và làng nghề, việc kiểm soát và xử lý vi phạm về khí thải đang gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Kết quả quan trắc không khí tại 36 điểm khu vực đô thị, khu vực nông thôn, 22 điểm khu vực đường giao thông, 18 điểm khu công nghiệp, 54 điểm tại các cụm công nghiệp và 13 điểm làng nghề trong những tháng đầu năm 2019 cho thấy một số tuyến đường giao thông, làng nghề và cụm công nghiệp có thông số tiếng ồn và bụi vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó, 6 trên 54 điểm nồng độ bụi vượt quy chuẩn cho phép từ 1,27 đến 2,07 lần. Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, ngành tài nguyên môi trường kêu gọi các cấp các ngành, các doanh nghiệp và cá nhân nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và toàn xã hội. Tổ chức gia quân dọn vệ sinh môi trường, khuyến khích tái chế rác thải, phát động phong trào sử dụng các phương tiện tham gia giao thông thân thiện với môi trường, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn cần giáo dục cho nhân dân biết giữ vệ sinh, phải tuyên truyền một cách thiết thực và sâu sắc trong nhân dân, làm cho đồng bào hiểu rõ phải giữ gìn vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch. Và cho đến ngày hôm nay, lời căn dặn vẫn đang được người dân thực hiện với những cách làm nhỏ, song lại có hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Những năm trước kia, nhân dân phường Phú Khánh thường rất tùy tiện trong việc chuyển rác thải từ trong nhà ra đường. Vì lẽ đó, nhiều khi rác không được vận chuyển kịp thời, gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường. Nhằm khắc phục tình trạng này, năm 2017, phường chuyển đổi sang mô hình thu gom rác thải về một đầu mối do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Bình đảm nhiệm. Thoạt nghe, tưởng chuyện đơn giản, song để hình thành thói quen tốt này, cán bộ nhân dân toàn phường đã phải dày công gây dựng. Thời gian đầu thì bà con cũng có người là tiện thì mang, nhưng chúng tôi ở khu dân cư là được thông tin của
các nhóm, các tổ, rồi các ngõ báo lại để chúng tôi lên đài tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân là đổ đúng giờ. Mặt khác, phường thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện ở từng khu dân cư. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thu gom rác thải nói riêng, công tác vệ sinh môi trường nói chung trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp, tích cực góp phần xây dựng phường sáng, xanh, sạch đẹp. Với tính năng nhẹ bền, dễ sử dụng, túi ni lông dùng một lần đã trở nên quen thuộc đối với người tiêu dùng. Ở bất cứ cửa hàng, chợ hay là siêu thị, người bán hàng thường gói đựng đồ cho khách hàng trong túi ni lông. Khi túi ni lông xả ra môi trường thì vấn đề ô nhiễm từ rác thải nhựa là rất khó lường. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Thực tế tại các chợ trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc sử dụng túi ni lông hay còn gọi là túi bóng, sản phẩm sản xuất từ nhựa được dùng phổ biến ở các quầy, sạp hàng hóa. Từ những bao đựng hàng dự trữ, gói đựng hàng hóa cho khách, đến cả đại lý bán đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, hộp xốp, cốc, hộp bằng nhựa đều dễ dàng được người bán, người mua vô tư sử dụng như một sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại. Mọi người, người ta sử dụng như nào thì mình cũng phải làm theo vậy thôi, theo yêu cầu của khách hàng nữa. Khách hàng có nhiều người ta thích bắt buộc là phải túi ni lông cho họ. Đấy, chứ cho vào cái túi bìa cắt tông ấy, túi ni ấy là họ không lấy. Sự tiện lợi không thể phủ nhận khi sử dụng túi ni lông. Nhưng sau một lần sử dụng, những sản phẩm này được người dùng bỏ đi và xả thải ra môi trường. Tại những nơi tập kết rác, bãi chôn lấp hay những bãi rác tự phát, tràn ngập túi ni lông. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, mỗi năm lượng rác nhựa thải ra đủ để bao quanh trái đất 4 lần. Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số đó được xử lý và tái chế. Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới. Với một cái giải pháp trọng tâm là một là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông đối với môi trường, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các cái công nghệ sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng thân thiện môi trường, thay thế cái túi ni lông sản phẩm nhựa khó phân hủy để sử dụng một lần. Việc sử dụng túi ni lông hiện nay đã và đang gây ra những tác hại lớn đến môi trường và sức khỏe của chính chúng ta. Để giải quyết thực trạng này, không chỉ các ngành chức năng cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp như có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tổ chức thu gom và tái chế rác ni lông hoặc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, mà ý thức của mỗi người dân trong việc sử dụng túi ni lông mới chính là giải pháp cốt lõi nhất, bền vững nhất nhằm hạn chế hiểm họa rác thải ni lông với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong những chương trình trước, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội hoặc giả danh những người có uy tín, có vị trí xã hội để chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh nhằm kịp thời ngăn chặn, đồng thời cảnh báo tới mọi người dân về loại tội phạm này. Theo cơ quan công an, những năm trước nổi lên là hình thức kinh doanh đa cấp, giờ đến đánh bạc, quay số trúng thưởng, lừa đảo chuyển tiền qua mạng, vân vân. Loại tội phạm khá phổ biến nữa là các đối tượng giả danh người nước ngoài lừa đảo về tình cảm. Cụ thể, trong năm 2018 và những tháng đầu năm nay, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao, công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận phản ánh của hàng chục phụ nữ bị lừa tiền, có vụ lên tới 1,6 tỷ đồng. Phương thức là giả danh kỹ sư, bác sĩ, quân nhân Mỹ, làm quen, kết bạn qua Facebook, Zalo, Skype, rồi hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, gửi quà tặng, làm từ thiện hoặc vay mượn, sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo nạn nhân liên quan đến một vụ án mà cơ quan chức năng đang điều tra, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để xác minh nguồn gốc và chiếm đoạt, hoặc lập trang web giả với nội dung cho vay tiền hoặc trả góp, giả mạo là nhân viên thu nợ, đe dọa các chủ doanh nghiệp phải trả tiền của công nhân đã vay các tổ chức tín dụng, vân vân. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng PC02, phòng cảnh sát hình sự tập trung xác lập chuyên án,
trinh sát của chúng tôi đang đấu tranh với cái nhóm tội phạm này. Và cho đến nay phải nói là kết quả đạt được là rất là đáng kể. Qua đây khuyến cáo mọi người dân, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thì xem trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, của Công an tỉnh Bắc Ninh về phương thức thủ đoạn của cái loại tội phạm lừa đảo trên mạng này để mọi người tránh xa, không mắc phải những cái sai lầm. Có thể thấy các loại tội phạm trên nền tảng ứng dụng công nghệ và môi trường mạng hiện nay rất tinh vi. Chỉ những trường hợp được phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa tài khoản và thu hồi. Nếu không thì rất khó xử lý vì đối tượng phạm tội liên quan đến yếu tố nước ngoài. Do đó, người dân cần lưu ý khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Và điều quan trọng nhất là cần cảnh giác với mọi mối quan hệ, thông tin trên môi trường mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.